Vâng, Tượng Gỗ Trung Kiên xin chào các chị ạ. Cảm ơn các chị đã đến với video giới thiệu tác phẩm mới của bên Tượng Gỗ Trung Kiên nhé. Vâng, hôm nay thì bên em sẽ mới có một tác phẩm ạ, một cụ di lặc đục ngũ phúc đứng long quy nhé, trên chất liệu là gỗ xá xị ạ. Anh chị có thể thấy ạ, một em đang quay xa để anh chị xem tổng quát nhé. Một cụ xá xị cực kỳ là cao to đẹp dài ạ. Vâng, một cụ trên chất liệu gỗ xá xị là một dòng gỗ thơm anh chị nhé. Và chúng ta sẽ quay gần lại, đi gần với tác phẩm ạ, để xem cụ đẹp thế nào ạ, cao bao nhiêu và cân nặng thế nào anh chị nhé. Và đây ạ, đây là em sim mới của em đây ạ. Cụ di lặc ngũ phúc này ạ, có kích thước là cao 1m51 ạ, ngang 58, sâu 26 ạ. Vâng, trên chất liệu gỗ xá xị nhá, chúng ta sẽ quay gần lại ạ. Đấy là ba vòng số đỏ của cụ ạ, và chúng ta sẽ đi gần lại với cả thần thái và vẻ đẹp của từng chi tiết nhá. Hàng này hàng nghệ nhân mấy em đục ạ. Một nghệ nhân chuyên đục mặt đấy ạ. Vâng, chị có thể thấy ạ, thần thái của mặt của cụ đấy ạ. Một nụ cười cực kỳ là hoan hỉ vui tươi ạ. Vâng, tràn đầy phúc lộc anh chị ạ. Vâng, mỗi khi mệt mỏi anh chị về mà gặp một nụ cười này đấy ạ, sẽ vơi bớt đi bao nhiêu mệt mỏi ạ. Vâng, một thần thái đẹp không ạ? Từng cái lúm đồng tiền này sâu hóm này. Vâng, từng cái gò má, từng đôi mắt ạ, từng đôi lông mày đục rất là đẹp anh chị ạ. Vâng, hàng liền khối 100% trên chất liệu gỗ xá xị ạ. Một phôi gỗ rất là to với chiều cao lên tới 1m51 anh chị ạ. Vâng, ngang 58, sâu 26 ạ, một kích thước rất là to, rất vâng, là khủng đây thì ạ. MC sẽ quay gần lại để miêu tả chi tiết từng cái, bây giờ cành đào đi. Vâng ạ, những cành đào, những quả đào đục rất là tỉ mỉ, rất là sắc nét đấy ạ. Các anh sẽ hay ngắm từng những nét ở quả đào ạ. Và khuôn mặt cụ thì rất là thần thái, rất là tươi ạ. Vâng, đây từng ạ, quả đào anh chị có thể thấy ạ, rất là căng tròn nhá, to ạ. Vâng, căng tròn đấy, từng cái cánh hoa đào này đục lăm cánh sắc nét ạ. Từng chiếc lá thì cực kỳ mềm mại, anh chị có thể thấy đường đường gân ạ. Từng cái cành này thì rất là sạch sẽ nhá, sạch sẽ kênh bong ạ. Em có thể đi tay vào từng chi tiết ạ. Vâng, từ trước ra sau rất đẹp anh chị ạ. Vâng, một cành đào 5 quả. Vâng, rất là nhiều quả, 9 quả anh chị ạ, 9 quả. Rất là đẹp. Vâng, từng quả nào anh chị thấy rất là căng tròn nhé. Những chú di lặc nhỏ. Vâng, và những chú tiểu đồng này anh chị có thấy ạ, có cả lép cả tẹ nhé, đục 5 chú ạ. Đây ạ. Vâng, anh chị thấy mặt từng rất là mặt thần thái phúc hậu ạ. Vâng, kháu khỉnh ạ, vui tươi ạ, đang đùa nghịch trên những cái chiếc vòng cũ nhá. Vâng, chiếc lồng đèn mà cụ đang đeo cầm ở trên tay ạ. Và bên dưới đây anh chị này. Vâng, bên em sẽ quay từ từ để anh chị cùng thưởng lãm đấy. Cụ di lặc đứng cưỡi lên long quy ạ. Đây ạ, các anh chị có thể ngắm ở vâng, bên anh chị dưới có ạ, thể thấy ngắm đấy. Nguồn thái của một, vâng, một cụ di lặc đang đứng trên một chú long quy nhá. Với long quy hóa rồng ạ, anh chị có thể thấy từng cái đầu rồng này. Vâng, hàng đục kỹ này, từng cái gai, vâng, gai sừng ạ. Rất là sắc nhọn anh chị ạ, rất là nhiều và sắc nhọn ạ. Từng đôi mắt ạ, vâng, từng cái mũi ạ, vâng, từng cái bộ răng này ạ. Hoàn toàn là liền khối anh chị nhá. Vâng, một chú long quy hóa rồng đấy ạ. Rất là đẹp, từng cái anh chị thấy ạ. Từng cái đường trên mai cụ ạ, bên em đã tạo nên những đường lục giác nhá. Vâng, lục giác rất là đẹp đấy ạ. Một nghệ nhân, em có một nghệ nhân riêng chuyên về đục con rồng ạ, đục long quy riêng đây chị ạ. Vâng ạ. Mỗi khâu của tác phẩm thì bên em lại có một người thợ chế tác riêng nha anh chị ạ. Đừng cái móng chân đấy. Vâng, rất từng cái vảy rồng đấy. Rất là đẹp ạ. Và bên dưới đây một chú tiểu đồng đang cầm một dây pháo nhé. Vâng, nụ cười vui tươi khó khỉnh ạ. Vâng, và dưới là chấn lên rất là nhiều đồng tiền này. Đục thì rất là tròn trịa này. Vâng, sắc nét kênh bong chị nhé. Rất là nhiều tiền ạ. Và hàng này hàng đục liền khối chị, đục liền khối ạ. Anh chị thấy ạ, bên cạnh tay cụ cầm giải đồng tiền xuống ạ. Vâng, và chú tiểu đồng đang giữ lên ạ. Anh chị có thể thấy em có thể đi vào từng ngóc ngách ạ. Hàng đục kỹ chị ạ, sắc nét. Vâng ạ. Vâng, từ trên xuống dưới ạ, rất là đẹp từng cái vạt áo ạ. Đây anh chị thấy. Một sản phẩm khổng lồ. Và một tác phẩm này thì anh chị có thể thấy một cái màu vàng chủ đạo ạ, đặc trưng cho màu vòng gỗ xá xị ạ. Siêu thơm vòng gỗ thơm anh chị ạ. Rất là to, một phô gỗ này chắc phải từ lúc khởi điểm chắc phải gần 2 tạ, mà đục đi bây giờ chắc phải tầm hơn tạ chị em.
Vâng ạ, rất là lặng. Vâng ạ, các anh chị có thể ngắm qua tác phẩm bên em ạ. Vâng, từ trên xuống dưới cực kỳ sắc nét ạ. Vâng, anh chị này có thể làm quà tặng, quà biếu và để cụ trưng trong nhà, trưng trên sảnh. Rất là đẹp. Vâng, anh chị nào đang tìm kiếm một món quà tặng, vâng, cho những cho sếp của mình đây thì cũng không nào để nào bỏ qua một tác phẩm to đẹp như này ạ. Trên chất liệu là gỗ xá xị, cực kỳ thơm ạ. Xá xị hay còn gọi là gù hương anh chị nhé. Rất là đẹp đấy ạ. Và em sẽ đọc lại kích thước cho anh chị ạ. Vâng ạ, có kích thước là cao 1m51 ạ, và ngang 58 và sâu 26 ạ. Vâng, và em xin báo giá của tác phẩm này ạ. Giá tác phẩm này hôm nay em giao lưu với anh chị với giá chỉ là 18 triệu đồng ạ. 18 triệu đồng cho một cụ sản phẩm di lặc trên chất liệu là gỗ xá xị. Một sản vâng, hàng liền khối 100% anh chị ạ. Mà giá chỉ là 18 triệu đồng ạ. Vâng, anh chị nào muốn sở hữu tác phẩm thì nhanh tay cho em xin từ chốt và kèm theo số thoại nhé. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp bên em qua số thoại là 0368 338 345 hoặc 0944 812 986 để sở hữu tác phẩm ạ. Và em sẽ quay mặt sau những xem nhé. Chờ em trong giây lát để em di chuyển. Vâng, mặt trước thì quá là hoàn hảo rồi ạ. Quá là ok. Đẹp không một ạ. Chút tì vết anh chị nhé. Và em sẽ để cho anh chị quay mặt sau ạ. Một tạ phôi gỗ cực kỳ là to. Phôi gỗ phải gần tạ, hơn tạ đấy ạ. Thì phôi gỗ lúc đầu trước khi đục thì phải tầm 2 tạ, hơn 2 tạ. Vâng, và anh chị có thể thấy ạ. Một cái phôi gỗ hàng liền từ trên xuống dưới ạ. Vâng, từng cái này, từng chiếc lón ạ, vâng, từng vạt áo ạ. Rất là sạch sẽ nha anh chị. Một cái tác phẩm hàng liền khối mà phôi gỗ lặng thấy một tạ hàng đặc đẹp như này thì không biết bao nhiêu lâu nữa mới có một tác phẩm đẹp như này ạ. Và anh chị nào đang băn khoăn rồi, đang muốn sở hữu một tác phẩm này rồi thì đừng băn khoăn nữa và hãy nhấc máy lên liên hệ với bên em ạ. Hoặc có thể cho em xin từ chốt và kèm số thoại anh nhé, để bên em có thể chốt trực tiếp tác phẩm cho chị ạ. Giá chỉ là 18 triệu đồng anh chị nhé, 18 triệu đồng nữa. Vâng, em quay lại. Một tác phẩm rất là to lặng. Anh chị để ở sảnh công ty nhà, hiên nhà. Vâng, để trên bàn, cạnh bàn uống nước. Rất là để phong thủy. Để cụ đem lại tài lộc phải cho gia chủ ạ. Rất là đẹp này. Và giá hôm nay bên em giao lưu với anh chị chỉ là giá 18 triệu đồng nhé anh chị nhé. Vâng, và đựng gỗ Trung Kiên bên em cũng cảm ơn các chị đã theo dõi video giới thiệu tác phẩm cụ di lặc mới của bên em hôm nay ạ. Và hẹn anh chị gặp trong các video mới nhé. Và các anh chị cũng đừng quên cho em ấn nút theo dõi ạ. Những anh chị nào chưa theo dõi thì hãy nhớ ấn nút theo dõi để cập nhật mới nhất những tác phẩm ạ, mà mới mà bên em đưa lên phục vụ anh chị nhé. Và tượng gỗ Trung Kiên bên em xin chào anh chị ạ. Chào tất cả anh chị ạ. Vâng, và hẹn các anh chị trong video sau nhé.